dùng chữa bệnh của quả dưa chuột. Dưa chuột hay còn gọi là dưa leo là một loại rau rất thông dụng và được ưa chuộng trong bữa ăn hàng ngày của nhân dân ta. Trong quả dưa leo có các thành phần chính như nước, protein, glucid, cellulose, canxi, photpho, sắt, các chất nhầy và các vitamin A, B1, B2, PP và C. 100g dưa leo cung cấp cho cơ thể 16 calo. Dưa leo có tác dụng giải khát, lọc máu, hòa tan axit uric, lợi tiểu và gây ngủ nhẹ. Dưa leo thường được sử dụng trong các trường hợp sốt nhẹ, nhiễm độc, đau bụng và kích thích ruột, các bệnh sỏi, bệnh trực khuẩn coli. Dưa leo còn được dùng đắp ngoài để trị ngứa, nấm ngoài da. Khi dùng làm thuốc uống nên nấu chín. Nếu ăn sống nhiều cũng có khi gây khó tiêu. Không nên ngâm dưa leo trong nước muối vì sẽ làm mất chất nhựa quý của dưa. Nếu dùng ngoài, dưa leo còn có nhiều tác dụng khác như trị da nhờn, dùng nước sắc dưa leo để rửa mặt, trị nếp nhăn, dùng dưa leo cắt khoanh đắp lên mặt, trị tàn nhang, dùng dưa leo cắt khoanh ngâm trong sữa tươi, lấy nước rửa mặt. Do có hàm lượng muối kali cao nên dưa leo rất cần cho những người bị bệnh tim mạch vì nó sẽ đẩy mạnh quá trình đào thải nước và muối ăn ra khỏi cơ thể. Trong con mắt người ta, thủy tinh thể là một khối hình tròn, hai mặt hơi lồi lên, trong suốt và có thể ví nó như thấu kính của máy chụp ảnh. Hình ảnh đi qua thủy tinh thể in lên võng mạc.